Hòa là gì? Hòa là thuận thảo, hảo là tốt đẹp. Mà hai chữ hòa hảo là vượt lên thuận thảo tốt đẹp luôn. Nên thầy mới nói là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh bể ái hà, mượn sát quỳnh dân thân sắc kẻ, chờ ngày thiên định thiết hùng ca. Đó. Hay là chọn một chàng tuổi trẻ tục hàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, phiên bá tánh tầm tiên gờ trục, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau. Có duyên gặp lại cô Tư trong cái dịp sắp tới Tết, cận Tết hôm nay. Thì kính thưa cô Tư, với đức thầy cho biết đó là cờ thế giới ngày nay gần khúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Như vậy thì cờ thế giới là cờ thế nào, cô Tư chia sẻ cho bà con được biết là. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái cờ thế giới này thầy nói sâu lắm quý vị, mà sức phàm phu chúng ta không có lãnh hội nổi đâu. Nên tôi biết chỗ nào tôi chia sẻ với quý vị chỗ đó hen. Cờ thế giới tức là nói năm châu thế giới đang sanh giặc. Như ông thánh của mình, ông nói giặc dậy lâu sau lăn xăng giặc dậy đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu đánh đó, dặn nghèo thấy ngó dặn nghèo. Người chết bá bèo người chết, đâu đâu tan nát đâu đâu. Nói cho mà gầu. Nói cho quý vị để quý vị chở chân cho kịp long qua để quý vị tu đó. Chứ không phải nói thiên cơ thời cuộc để cho quý vị dựa theo thiên cơ thời cuộc mà phỏng đoán hoài. Thưa quý vị, gần tới đây xin đọc một đoạn này, thơ này rất là hay quý vị, mà tôi nghiên cứu hổng gài tôi thấy rất hữu lý quý vị. Mà mấy cái lý trước thì tôi cũng tính nói cái đoạn này nhưng mà nó hơi lâm dấp, nên bữa nay không có dấp nữa. Cái thơ của bà Trúc Lâm Nương này nè, bà cũng như ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm của mình quý vị. Bà nói thương bà Ấn lại ra đi. Bà Ấn là bản đồ đó quý vị. Bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, Trung Đông thành biển, đất bằng thành biển cả rồi. Trung Đông dậy sóng nó lôi nhà Tàu, tức là Tàu là Tập Cẩm Bình đó quý vị. Chỉ còn biên giới nước cao, phân chia tứ hướng đổ nhào tứ phương, bá đạo tranh bá không thành. Đó, bá đạo tranh bá không thành, hình gà lôi nó lại đau tim, mắt đầu mắt đít nhấn chìm Đông Kinh. Nước ai dội xuống đầu mình, chỉ còn bốn tỉnh thân gà mà thôi. Đó. Rồi bá đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Thưa quý vị, cái thơ của bà Trúc Lâm Nương này, bà nói thương bà Ấn lại ca đi, tức là bản độ đó. Mà Tập Cẩm Bình nó cũng lâm le đánh Ấn Độ, nên thương bà Ấn lại ca đi. Mà cái hình gà lôi là cái đất nước của Tàu đó, nó có cái hình con gà lôi. Mà bà nói hình gà lôi nó lại đau tim, mắt đầu mắt đít nhấn chìm Đông Kinh. Đông Kinh là quý vị biết rồi đó. Rồi bá đạo tranh bá không thành đó. Rồi phân chia tứ hướng đổ nhào tứ phương, mà hình gà lôi chỉ còn bốn ngã thân gà, xóa tên trên cõi ta bà hư danh. Tức là bà muốn nói là thằng Tập Cẩm Bình này nó sẽ xóa tên trên bản đồ thế giới này, xóa tên trên cõi bản đồ hư danh. Bá đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Quý vị biết không, cái hình gà lôi là cái đất nước của Tập Cẩm Bình, nên hình gà lôi nó lại đau tim, mắt đầu mắt đít nhắn chìm Đông Kinh. Nước ai dội xuống đầu mình, chỉ còn bốn tỉnh thân gà mà thôi. Khi mà đập Tam Hiệp dở thì đất nước Trung Quốc chỉ còn lại có bốn tỉnh mà thôi. Đó, thì nước ai dội xuống đầu mình, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Hồ không phải là Hồ Chí Minh, mà hồ là muốn nói là con đập lớn của ta, của Trung Quốc là đập Tam Hiệp đó quý vị. Đó, thử ra bá đạo tranh bá không thành. Đó, thành thử ra cái bá đạo này nó không có thể sống lâu. Mà báo cho quý vị biết, năm 2023 sẽ có một người khác lên thay thế. Chuyện đó của ai thì tôi không biết, tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi nói thêm một cái nữa là cờ thế giới ngày nay đã thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Tức là cái kiệt biến chuyển này, biến thiên đi lập địa này, thành thử ra nên Đức Thầy mới dâng năm sắc lệnh. Vì thương quý vị nên Đức Thầy dâng năng sắc lệnh xuống.
Quý vị ơi, tôi đọc một đoạn này trong cái bài mà tặng cho ông Hương Chủ Bó đó quý vị. Quý vị nghe đức của quý vị. Thầy nói bài mà cho ông Hương Chủ Bó đấy, thầy viết là cái câu động sao ông hơi quên. Thầy nói bây giờ thuyết chữ quý vị chỗ đó đi chút nói ha, không nghĩ bây giờ già nó hơi quên rồi. Bây giờ nè, cờ thế giới ngày nay đà thúc này thêm một cái cờ nữa nè. Quý vị thấy ông Nga đó, ông thấy cái đất nước ua là nào nhỏ, ông nói ông đánh chỉ nốt nhà kiếm. Nhưng mà giờ 7-8 tháng quý vị, mà ổng ra, ổng khởi đánh là cái tháng 4. Mới tháng 4 thì thấy lai gai mưu hàng tính, sắp rồi chắc đánh. Đến tháng 5 thiệt là khó trách. Rồi dừng chỗ đó đi, nói nhiêu đó thôi. Rồi quý vị thấy không, mặc dầu đất nước ta nghèo khổ nhưng mà ta anh hùng, ta bảo vệ đất nước ta chẳng thà chết chứ không đầu ông đó. Rồi thêm cái nữa quý vị, cờ thế giới ngày nay đã thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Là Đức Thầy mình dâng năm sắc lệnh để xuống lâm phàm giải thế. Quý vị thấy Đức Thầy mình gian chân không quý vị? Mở đạo 7 năm 10 tháng lẽ 7 ngày, rất là gian chân khổ sở. Tụi Pháp bây giờ ngày đi cho ngày cùng điên đủ thứ chứ. Nhưng mà Đức Thầy vẫn vui vẻ để mà chịu. Có đoạn Thầy ngâm mà tôi nghe mà tôi còn đau lòng. Mưa phùn lác đác đượm bay, canh chàng thơ thẩn thân thầy bơ vơ. Đó, cái mưa phùn mà Đức Thầy phải đứng giữa cái đám mưa, chân chiên tạo quá thờ ơ, đưa người lương thiện lỡ bờ xa quê. Vu con buồn ngủ chưa mê, tầm đòi lên kén, kén mà sợ dê phá chuồng. Đó, thành thử ra quý vị ơi, cờ thế giới là gì đó quý vị. Ngày nay đà thúc rồi, nó gần thúc rồi. Mà tôi nói với quý vị nghe nè, các nước họ tranh hùng với nhau, tranh để làm gì? Tranh để rồi tiêu diệt hết. Báo cho quý vị biết nữa, sao chỉ còn là 18 nước mà thôi. 18 nước chư hầu, hàng năm cống lễ ứng hầu hớn ban. Đó, quý vị thấy đất nước Việt Nam mình vinh hiển không? Hàng năm họ phải cống lễ ứng hầu hớn ban đó quý vị. Thành thử ra Đức Thầy mình dạy rất là tuyệt vời. Mà lời của Thầy nói là thiên biến vạn hóa, dầu thời gian nào, tình cảnh nào vẫn áp dụng được. Nên cái sức phàm phu của mình không thể giải nổi đâu. Mình chỉ phân tích một góc độ nào mà mình hiểu thôi, để chia sẻ lại quý vị thôi. Chứ còn cái chỗ không hiểu á, thì cũng không dám nói càng. Rồi á, ông Phật viết thì không để cho ông phàm giải hay bà phàm giải. Thành thử ra mình bây giờ phải gắng tu mà thôi, chứ không có còn gì nữa. Dạ. Vậy thì kính thưa cô Tư, cái đại nạn mai sau á, thì cũng chạm mình tiên tri là xà cắt cổ tầm dương khởi loạn cô Tư. Đó là đại hãng hiểu con đó cô Tư. Xà là gắn đấy quý vị, gắn lộn đầu trong nhân dân có vật. Tầm dương, tầm là nước tầm, là nước tàu đó quý vị. Khởi trước. Thành thử ra có câu phiên tần hai nước ngu đồ, tốn thâu Nam Việt bị hồ phá tan. Mà hồ đây là hồ thiên kiểu ẩn, quân tu ký, đạo nghĩa Dương Trần, đạo Dĩ An gì đó, chứ không phải là nói về Bắc Hồ nghe quý vị. Thành thử ra ai khởi loạn thì kệ người ta. Mà Việt Nam này, cái đời mạt tặng này không ai chiếm Việt Nam mà được chứ. Tại vì Việt Nam bách chiến tự nhiên thành. Ông chặn mình không cho biết cái quý vị. Việt Nam bách chiến tự nhiên thành. Đố ai biết được Bảo Long Giang là nơi tiên Phật giáng lâm trần. Lào lào ngọc chiếu cảnh trần là nơi tiên Phật thánh thần xuất thân. Xuất kim thân quá kim thân, ly nơi đông thổ. Nó thành thử ra không có ai xâm chiếm cái đời mạt tặng này nước Việt Nam mình được hết. Còn tôi kể lại quý vị nghe mà cái vụ mà ông vua Tử Đức của mình mà ngày xưa mà khi mà ông ký ba tử với Pháp đó, dân của ông vũ ông đó quý vị. Nhưng mà vua mình rất là tuyệt vời quý vị. Nếu không có nhờ ông vua Tử Đức mà ký ba tỉnh chia 12 phản đó, thì ông Đức cố quản của mình, mấy tướng của mình chống đối thiệt. Nhưng mà ông hy sinh đời bố để củng cố đời con. Tại ngoài Bắc ta cứ ưa nói câu đó đó mấy đệ. Thành thử ông bắt tụi Pháp phải ký bản đồ hình chữ S của Việt Nam.
Nên tới bây giờ Tập Cẩm Bình xâm chiếm mình không được, là chỗ ông vua Tự Đức của mình đó quý vị. Ông hy sinh một cái đời của ông để dân chúng chữ ông quan, ông từ bỏ ông đi, để ông ký cái bản đồ này để cho con giống Hồng Lạc sau này được hưởng. Tức là chúng ta bây giờ nè mới được vững vàng mà sống trên cái bản đồ hình chữ S này quý vị. Quý vị thấy tuyệt vời không? Không phải vua mình ngu đâu, ông thánh mình cũng không ngu đâu. Nó mấy ông đã đi một bước cờ rồi. Thì nên thầy nói nước cờ mới nay đạt chỗ sắc, chỗ tài hai biển lấp mới non dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt dựng nơi chiều ca gầy dựng tôi hiền. Đó, chừng nào mà quý vị làm tôi hiền đi sẽ có Chúa Minh Hoàng xuất hiện. Đó, nước nãy tôi hiền mấy chỗ Chúa nhân được, chứ mình bây giờ cái tôi của mình gì mình lang bang tùm lum hết trơn, người hung ác rồi giết người không gớm tay tùm lum hết trơn gì, rồi làm sao mà chỗ Chúa hiền được. Thành thử ra phải diệt kẻ quay quấy lọc lừa dân lương thiện. Đó, thành thử ra Đức Thầy nói quỷ sự, ông Thánh ông nói quỷ sự quỷ Phật chẳng bài trừ là chỗ đó. Thí dụ bây giờ cái lũ quỷ này tụi bay cứ xử nhau đi, con làm YouTuber con cũng phải bị anh YouTuber ảnh tranh cạnh, cô Tư đi nói đạo cô Tư cũng bị cái người ta hay hơn cô Tư người ta đè cô Tư, mà cô Tư đi nấu cơm từ thiện cô Tư vẫn bị cái người làm từ thiện đì cô Tư. Nó tức là quỷ xử quỷ Phật chẳng bài trừ, chừng nào cái lũ quỷ tụi bay xử xong hết đi chừng đó ông Phật mới về. Nhưng mà quý vị hãy tu theo từ hơi thở đi, đừng theo thời cuộc nữa. Cái chuyện can qua để cho nhà nước lo đi, để cho ông Phật ông Thánh lo đi, mình đừng lo nữa, mình lo niệm Phật để cứu cuộc đời của mình đi. À, để sao mình cứu vớt được dòng họ mình, để đền ơn phụ mẫu thâm ăn vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Chứ mình đừng có lo thời cuộc, ai nói thời cuộc thì kệ người ta. Tôi chỉ biết tới đâu thì chia sẻ với quý vị tới đó thôi, chứ nhiều nữa thì tôi không biết. Dạ, thì kính thưa cô Tư, cái này mình nhắc là những chi khác vị thôi. Còn thầy cũng nói là đạo mở cửa, chờ mở cửa quỷ vô xuất thế. Vậy thì theo đại nghĩ những cái người như ông Putin này, Tập Cận Bình, rồi ông Hun Sen này kia, mấy người mà gây tạo sự chiến tranh cho người này người kia, nó có phải là như thầy mình nói không cô Tư? Quỷ dương mà gọi là quỷ lớn nữa, ba thằng đó giống như quỷ lớn luôn đấy. Quỷ dương nó cũng có nhiều dạng, dạng vừa dạng quỷ cền, mà trong đạo mình nó cũng có quỷ nữa. Thì chỗ nào có Phật là chỗ đó có ma, mà Đức Thầy nói Phật ma, ma Phật mới ra vỡ tuồng. Bây giờ cái đạo của con á, Phật ma, ma Phật mới ra vỡ tuồng. Mà cái thế giới họ tranh với nhau thì họ cũng phải là phe tài, họ súng ống, họ cao thấp này kia để họ tranh với nhau mấy cũng ra vỡ tuồng đó. Nhưng mà kẻ ác thì tiêu hết, người còn người hiền còn lại tích tồn hậu lai đó. Thành thử ra chiến tranh giặc giả hay là tu hai ngàn ngoài người đời thì cũng giống nhau vậy đó, nhưng mà chỉ là khác cái chữ, cái danh từ mà định nghĩa thôi, chứ gồm là nó cũng là giống nhau vậy đó. Rồi có gì còn gì để hỏi? Cái đoạn đó thì thầy nói chừng nào bảy núi quá dạ, chừng nào núi cấm quá lầu. Thành thử ra chỗ cái hang Bắc Giặc Lan là gì? Ông Bắc Giặc Lan của mình, ông tên là Lưu Văn Lan, mà ông sanh năm 1880, ông mất năm 1969. Ông ta sanh tại tỉnh Sa Đéc, mà cô Tư thì không có nhớ cái thị xã của ông sanh. Khi đó đó cha của ông là làm cái nghề đục đá. Khi ông mới lên 5 tuổi mà trí tuệ tệ của ông rất là thông minh. Ông nói với cha phải cầm cây đục như thế nào để cho đá đừng có văng vào mắt. Và khi cha mà đục cái khối đá để mà xây đó, cha phải tách những cái đường ở dưới cái khối đá gì để cho bột nó được chín. Thì cha ông làm y vậy rất là hay. Khi 5 tuổi thì cha ông cho ông đi học chữ Hán á. 10 tuổi thì ổng đi học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.
nên ông thi trường đại học Hà Nội đó, ông được được đứng giải nhất đó, nên ông được cấp giấy cho qua bên Nhật để học cái ngành kỹ sư. Cái người kỹ sư xuất hiện tại đầu tiên tại Việt Nam mình là ông Bắc Nhật Lan. Khi người Nhật thấy cái tài của ông quá giỏi rồi, khi mà cho ông ra trường thì người Nhật ngã giá với ông là ông sẽ ở lại phục vụ đất nước tôi sẽ trả lương cho ông hụng hỉ. Nhưng mà ông không, gia đình ông rất là nghèo, cha ông làm nghề đục đá thì con biết rồi. Ông về Nam dứt khoát là không ở lại, là lấy cái tài của mình để phụng sự cho kẻ xâm lăng bán nước của mình. Thành thử ông về Việt Nam thì khi đó có Pháp thuộc nó đang đô hộ Việt Nam chúng ta, thì nó cũng đi của ổng vậy đó, nó không cho ổng làm cái chức gì mà lớn chân. Nhưng mà ổng vẫn cay đắng, nhưng mà vẫn sống cái đời quân tử mà con biết rồi. Quân tử thánh nhân hà đại lượng mà, phải không? Cái người quân tử thì họ không cần lợi dụng tiền bạc. Thành thử ra khi mà tụi nó xây cầu, bất cứ chỗ cầu nào chạy thì rung lắc chuyển động, thì đưa những kỹ sư người Pháp sửa thì không sửa được. Mà ông Bác Giặc Lan, mời Bác Giặc Lan tới thì ông chỉnh toàn bộ cái những cái cầu đó lợi thì chạy không còn rung lắc nữa. Như có một đoạn chỗ cây cầu sập đó, thì ông đi xe ngang cái đoạn đường cầu sập đó đó, ông mới kêu tài xế ngừng lại cái đoạn đường đó. Ông dùng cái cây gậy của ông đó, ông gõ vô cái thanh cầu, thì ông nói với người kỹ sư Nhật là cây cầu này một tháng nữa sẽ bị sập. Cái ông người Nhật đó ha, ông vừa nói ông nắm hai tay ông lại, mà ông trợn trắng, ông cũng như là ông nóng Bác Giặc Lan á, mà ông tên là Lưu Văn Lan nha. Thì đúng một sáng sau cây cầu đổ sập, nên dân chúng ở đó người ta không gọi là cây cầu gì mà ta gọi là cầu sập. Rồi cái ông mà kỹ sư người Nhật đó đó, mấy phục tài của Bác Giặc Lan của mình, mấy mời ông trở lại làm việc. Khi ông được, ông với hai ông bạn của ông là nổi tiếng ha, là mở ra ngân hàng Việt Nam đầu tiên ở Việt Nam là ba ông đó mở. Mày thấy tài không? Rồi ông mới làm một cái đồng hồ đá đó để tặng cho cái ông kỹ sư người Nhật mà trước mà hận ông Bác Giặc Lan rồi sao. Khi mà ổng lên chợ Tân Châu đó, rồi ổng mới nói với ông tỉnh trưởng chợ Tân Châu đó, chợ Tân Châu này sau sẽ sụp đổ hết, bắt tất cả phố thị đều đổ nhào xuống sông hết. Thì lúc đó người ta không có tin. Nhưng mà tới năm 1975 á, thì khi đó Bác Giặc Lan qua đời rồi, thì chỗ Tân Châu đổ sập hết, sau mới thành lập lại lại cái chợ mới. Nhưng mà trước khi Bác Giặc Lan qua đời đó thì ngài đi ngang mà chỗ cua lỗ lỡ của cô Tư trên này chút nè, thì Bác Giặc Lan kêu tài xế ngừng lại. Thì ông mới xuống cái dòng sông chỗ lỡ cua lỗ lỡ đó, ông mới nhìn, ông mới về Long Xuyên, ông mới điện cho ông tỉnh trưởng châu đốc của mình á. Ông nói ông hãy sai lính của ông lỡ đó, đó lấy một cái vật gì ở dưới chỗ cái cua lỗ lỡ của Châu Phú đó lên đi, để sau này cái sông đó lỡ không còn chỗ xe chạy nữa. Thì ông tỉnh trưởng mới cho lính nó xuống á, dưới thợ lặn rồi xuống đó, thì lấy lên cái một cái gốc da đó bự khủng khiếp luôn, không có ghe nào mà chở được. Nhưng mà không biết cái gốc đó nó nằm từ hồi thờ nào thì không biết, nhưng mà ông tiên đoán như thần vậy đó, thì lấy lên. Thì nhưng mà tụi Pháp nó mua chuộc ông biết bao nhiêu, nhưng mà ông không chịu, chẳng thà cam sống với cái sự nghèo khổ chứ không có mà làm tôi cho cái lũ mà xâm lăng ăn cướp nước của chúng ta. Nên khi mà tụi Pháp nó bắt khỉ, tại vì Pháp nó có cái máy gà gì đó không biết nữa, nó gà cái núi cấm của mình đó. Nó nói là trong đó có vàng, bị lầu đài mà. Thầy nói lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng ta sanh mới tỏ bài. Thành thử nó bắt khỉ, nó thả xuống dưới thì kéo lên, sợi dây nhẹ hưởng thì không còn. Sau này nó đưa ông Bác Giặc Lan bỏ xuống thì nó kéo lên cũng y gan vậy, ông Bác Giặc Lan ở dưới. Nhưng mà sáng hôm sau ông lợi dưới cái miệng hang đó ông bò lên, nên người ta mới gọi là hang Bác Giặc Lan. Thì ta xuống nhau ta hỏi ông thì ông chỉ ú ớ thôi, ông không nói gì hết. Coi như là ông đã thấy cái thời cuộc dưới đó rồi, ông không nói gì hết, ông đi về nhà. Thì vài năm sau đó bạn ông mới hỏi, khi mà anh xuống dưới anh khám địa huyệt dưới thì có gì anh nói cho tôi nghe coi.
Thì ông nói chỉ thấy mâm cơm thôi, quý vị dở lên ăn. Thì tức là con tu mà tới đời hồi thiện quân thánh đức đó, con sẽ dùng cái mâm cơm đó. Rồi ở trên chỉ có một cái lòng bàn thôi, là muốn nói hình núi cấm chỉ như cái là công bàn vậy đó. Đó, ông chỉ tiết lộ bao nhiêu thôi. Nên ngài là vị kỹ sư đầu tiên của Việt Nam chúng ta mà rất là tài ba lỗi lạc luôn, tiên đoán như thần luôn. Mà pháp nó mua chuộc cỡ nào ông cũng không có gì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách của mình và đạo đức của mình. Nó thành thử ra còn bây giờ người ta vì tiền nhiều quá nên Đức Thầy mới nói vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mỉa, ta cũng đừng gây gỗ với người. Kể cho con nghe một người chung trưng ái quắc nữa mà không được đứng trong hàng đệ tử số 1, số 2 vậy. Tại vì thầy chưa ái vị. Là con biết ai không? Ông thi sĩ Việt Châu của mình đó. Ngày xưa khi ông quy y với thầy rồi, thầy sai ông đi làm nhiệm vụ. Tại vì con mớ nên cô Tư chia sẻ chỗ này chứ cô Tư có chia sẻ rồi. Thì Đức Thầy sai ông đi làm một nhiệm vụ là tức ông xuống Cần Thơ và đàm với ông Nguyễn Trần Văn Dầu dưới á. Nhưng mà tôi báo cho ông biết lần đi này là lành ít mà giữ nhiều đó, ông có dám đi không? Thì ông nói là con chết về thầy nên ông đi. Thì năm 1900 mấy đó không biết nó cốt đồng mới dẫn ông qua đời rồi. Cốt đồng dẫn cô đi xuống nhà vợ của ông thi sĩ Di Châu đó. Bà mới kể lại là lúc đó thầy dặn ông rồi. Ông đi ra đi vô ba lần cũng như mà thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa mà dán màn công chúa Gia Du Đà Đa mà đi không nở vậy đó. Cái bà mới hỏi sao thầy sai ông đi cái gì mà ông không đi đi mà ông đi ra vô vậy. Nói bà ơi thầy nói tôi lần này đi này lần ít mà giữ nhiều, ông có dám đi không? Thì ông nói là con chết vì thầy nên ông đi. Bà nói thì thầy kêu ông thì ông đi đi. Thì ông xuống dưới chưa kịp nói gì hết thì ông Trần Văn Dầu nó bắt à, ông nhốt. Nhốt ông Út Quỳnh Thạnh Mậu là em của Đức Thầy đó. Ông Trần Văn Hoành nè, Trần Văn Hoành là con của ông Năm Lửa là Trần Văn Thối đó. Ông thi sĩ Việt Châu mà ba người lấy gốt gốc riêng. Thì thi sĩ Việt Châu mới nằm ở trong khám đó, ông dòm ra ngoài đường. Ông mới làm lên 8 câu thơ. Ngọn gió ngoài thiềm ngọn gió thu, nằm co ủ rũ trốn lao tù. Mây sầu che phức đời lữ thứ, cảnh sắc u buồn nỗi ám u. Quân Pháp trực hờ chờ gấp lửa, dân Nam chờ kẻ dục gôi cu. Nằm đây chờ đợi thời gian hết, chiến sĩ còn ai chẳng hận thù. Con nghe muốn khóc không? Muốn khóc không? Khi mà ba ông bị sứ bắn á, thì ông xin với ông Trần Văn Dầu là cho ông nói với đồng đạo vài câu mà ông đó ông không cho. Thì ông mới làm lên 4 câu thơ nữa. Ông nói, hôm trước chống tay mà không chết, hôm nay độc lập chết vì thầy. Bị thầy sáng đi đem quà độc lập nè. Giặc thù ngoài ngõ chưa trừ đặng, sáo thịt nồi da khở đó đây. Cái người như vậy đó xứng đáng làm đệ tử không quý vị? Xứng đáng đó. Nhưng mà khi mà thầy mở hội đó, lập lại đó, mấy phong. Chứ bây giờ là chưa có phong đâu. Chọn những kẻ tu hành cao công đức để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bạn. Nên quý vị mà có chu chân chánh, quý vị cũng ẩn nhẫn đợi thờ đi, đừng có dỗ ngược xưng tên nữa. Sau này danh hiệu quý vị mất đâu. Nên thầy viết cái bài tặng thi sĩ Việt Châu kể cho quý vị nghe nha. Hồi đó ở ngoài Hà Nội đó, có ông này tên là cụ Lý Đông A. Ông thanh sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày với Đức Thầy. Tại câu hỏi cô Tư mới nói. Và mở đạo cùng năm cùng tháng cùng ngày với Đức Thầy. Ông viết như thế này nè. Tìm người đồng chí dạ khắc khao, cùng ta dung mũi trên chiến hào, dựng lợi quê xưa bờ Nam Việt, làm tròn giấc mộng tiền sinh ấy, trở lợi quê xưa nhập Niết Bàn. À, thầy mới lấy cái bài tặng sĩ sĩ Việt Châu thầy quả giống nè. Thuốc gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nở nước thụ nhà, thiền môn chở gót Phật Đà Nam Môn. Đó là Đức Thầy quả lợi lợi với ông cụ Lý Đông A ở ngoài Hà Nội đó. Rồi thầy mới viết thêm nữa. Chừng ấy mới tình vô nhất nhật, bụi hồng trần rước sạch cửa không, chuông linh ngăn tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Rồi Sài Gòn đến chống lầu đã chở đề quề nhau, cửa mở xuống xe. Lúc đó thi sĩ Việt Châu ngồi kế thầy mới thắc mắc. Ông thắc mắc trong bụng lắm.
Ông nói ông này cũng giết gì ngộ hả? Lúc đó ông chưa quy y với thầy. Ông này cũng nói gì ngộ hả? Đề quề nhau cửa mở, phải có người mở mới xuống xe được. Ông mở hoặc tôi mở mới xuống xe. Chứ ông nói đề quề nhau cửa mở xuống xe là làm sao? Thì tới trụ sở của thầy thì chính đồ mừng quá chạy ra, mừng thầy rồi mở cửa thầy cho ông xuống. Chứ thầy cũng không mở mà ông cũng không mở. Chừng đóng thi sĩ Việt Châu mới quỳ xuống lại thầy để xin quy y. Hay không? Chỉ có một bài thôi đó. Nó thành thử ra cái người trung lương chánh trực dựa kề đài mây, còn những kẻ không ngay không thật khó mong mà quả Phật dựa kề. Thưa quý vị, câu này tôi nói của Đức Phật thầy Tây An. Người này đây quả Phật dựa kề, theo hạnh Phật được về cõi Phật. Đó. Thành thử ra quý vị cứ trung lương đi, chánh trực đi, quý vị sẽ dựa kề đài mây, không có gì lạ chứ. Đó. Thành thử ra những đại đệ tử của Đức Thầy, cũng như ngày xưa Đức Phật Thích Ca, mà đại đệ tử Đức Phật biết bao nhiêu không? Mà Đức Phật cũng đâu có chấm ai, nhưng mà chỉ chọn thôi. Nên thì con hỏi của con nghe như Phật Thầy thì có 12 đệ tử, còn Đức Thầy có bao nhiêu đệ tử? Cái này con hỏi thầy cũng lớn. Cái chuyện mà đệ tử lớn với nhỏ đó thì cô Tư không có nghe. Không có nghe một cái hàng cao thâm bên Phật giáo của mình kể lại là có bao nhiêu hết. Nhưng mà mình xưng mình là ông đạo hay ông gì đó, thì thầy nói á, tôi nói cho quý vị biết đạo tôi chỉ có ông đạo, không có ông cậu và không có ông đạo, mà chỉ có là đồng đạo với nhau mà thôi. Chỉ có đồng đạo. Thí dụ giờ cô Tư lớn, cô Tư làm cô làm chị, để nhỏ thì để làm cháu hoặc làm em vậy thôi. Chứ không có nói là tôi có bao nhiêu đệ tử mà tôi phải chọn hết trơn. Thầy không có khẳng định đó. Nhưng mà Đức Phật thầy Tây An thì ngài có 12 thập nhị hiện thủ là Đức Cố, là người đứng số 1 đó. Còn Đức Thầy mình thì thầy không khẳng định là bao nhiêu người hết. Chừng nữa mới lựa chừng nữa thì lựa cho phải cột phải kèo đó. Đó, thành thử ra ghế ai nấy ngồi, chừng đó không có còn mà giành giật gì nữa hết chứ. Rồi khi mà bác Trường Quang ổng về đó là thầy nói sao là ổng khi mà ổng mất năm 1969 á, thì tụi Pháp á nó không được ông bác Trường Quang là chia sẻ ở dưới ổng gặp những chuyện gì. Ổng nói mới hiếu kỳ là có một người, có một ông đồng đạo thì nói với tụ Pháp là từ cái hang Bát Giặc Lan đó ăn sâu ra tới Hà Tiên của mình. Thì tụ Pháp nó cũng không tin nữa, nên nó dùng những trái dừa khô đó, mà nó khắc chữ cho nó đó. Mỗi trái dừa khắc chữ khác nhau, thì nó bỏ xuống cái hang Bát Giặc Lan đó. Thì đi ra ngoài Hà Tiên đó, thì thấy dừa khô nó trôi ra cái mấy cái bãi biển đó. Chứ nhưng mà chỉ nói một lần vậy thôi, chứ đồng đạo mình thì không có xác định được chỗ đó. Còn hôm rồi có một đồng đạo này hỏi cô Tư chứ tại sao Đức Thầy mở đạo mà lựa ngày 18 mà tháng 5, mà 18 làm chỉ cho gì? Cô Tư không dám nói. Tại vì cái chuyện của Đức Thầy mở đạo là một chuyện lớn lao của một vị Phật, đâu phải chuyện nhỏ mà để cho mình giải này giải nọ. Nên khi đó thì con biết là ở Trung Ấn Độ á, thì Đức Phật Thích Ca ngài lựa tịnh vua Tịnh Phạn Vương và bà Hoàng hậu Maya để ngài sanh xuống làm con. Nó tại vì hai vị đó là hai vị thánh đức, nhưng Đức ông Quỳnh Phú Sổ của mình hay Đức bà Lê Thị Nhậm của mình cũng là người thánh đức, nên thầy mới lựa thôn Hòa Hảo. Thôn Hòa Hảo, làng Hòa Hảo, rồi đặt ra mối đạo Hòa Hảo. Hòa là gì? Hòa là thượng thảo, hảo là tốt đẹp, mà hai chữ Hòa Hảo là vượt lên thượng thảo tốt đẹp luôn. Nên thầy mới nói là Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm giác nhân sanh bể ái hà, mượn sát quỳnh dân thân sát kẻ, chờ ngày thiên định thiết hùng ca. Đó. Hay là chọn một chàng tuổi trẻ tục hàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, phiên bá tánh tầm tiên gờ trục, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau. Gái cùng trai già trẻ bước vào, đường trí huệ quy y dình đạo pháp,
Đó, thành thử ra quý vị thấy tuyệt vời không? Ai dám giải mấy cái chỗ mà tháng năm này rồi 18, ba con số 6 là 18. Trời ơi, cái gì quý vị nói tôi không dám cãi quý vị, nhưng mà tôi không dám. Một đại đạo mà đâu phải là nhỏ đâu để mình giải. Bây giờ ngày này hỏi cái nghiêm kiếm nhận lương, hỏi cái nghiêm. Tại vì đức thầy đó nói cái đoạn trong cái là gần trên trong cái anh em là cũng ai cũng hỏi cái câu này mà nó mà nói khi mình nói mình sợ, nhưng mà thầy nói là tàng quan hoặc tàng tiên du động. Tôi suy nghĩ đi, cái tàng ở bây giờ có mấy triệu người đâu, mình bên đây cả trăm triệu người mà qua có làm gì được đâu mà nói cho mình sợ là gì đó là sao chứ? Tần ban hậu họng hạng tiên diêu động nam quắc liên lương văn kiến lên sang, nhưng mà phồn qua đô hội lưu văn quyết như đã gặp ngang khắp ma ha. Cái thằng Tần này á, nó nhỏ thiệt, nhưng mà cái ông Trung Quốc này ông mượn tay nước Tần này rồi bắt đầu giao liên năm nước chặt đàn qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, chứ không phải ông Tần này mà nên ông không dám khởi động đâu. Dạ, mình đâu có sợ gì đâu, nước mình đâu phải rồi gì đâu mình... Nhưng mà giàu sanh ra tử lại lầm kế ai? Con biết đất nước Việt Nam mình lầm ai không? Lầm cái thằng Hun Sen chứ, là thằng một mắt. Hồi đó mình đưa quân đội mình lên cứu giúp nó, nó bắt tay với Việt Nam của mình, là tôi sẽ phong anh làm đại ca này kia, tôi không phản ông, nhưng mà ngày sau nó sẽ phản mình. Đó, thì cái chuyện đó thôi, bây giờ cái chuyện can qua để cho nhà nước cái trời Phật lo đi. Thôi mình chỉ phớt qua vậy thôi. Đó, thì bây giờ mình lo tu đi. Thì cái xác của mình thì mình không có thể giữ rồi. Chừng lập hội thì già quá trẻ. Khi mà dân thù Bồ Tát từ bi ngài đi vớt á, thì chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên như thế. Nó thành thử ra tu là siêu đẳng rồi, không còn gì nữa. Như tôi mới vừa nói cái câu là sao lập hội thì già quá trẻ. Bây giờ cô tư sao là hỏi cô tư dài trẻ là hai trăm cô tư. Tại vì ông Thánh với Đức Phật mình cho biết á, khi mà mở hội Long Hoa Thánh Đức á, thì con không có thể giữ cái xác này để giữ hội. Khi đó con mới về là con nhập vô Hoa Sen, nên thầy mới nói là thần thức nhập thay sen tinh hảo, con phải đầu thai lại cái Hoa Sen á. Còn cái thai sen, thay vì bây giờ cái thai của người đàn bà là mình gọi là thai mẹ, thì bây giờ nữa con lên với đó là thần thức nhập thay sen tinh hảo, nên chẳng màng lo nổi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bắt di dịch khỏi gì khổ tử. Nó hễ miễn thanh tịnh thường không huyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, tuổi thọ con tới 1000 nữa. Một muôn là 1000 nữa. Thành thử con còn lo cái gì nữa. Chừng đó con lên Hoa Sen đó con mới tái sanh lợi nữa. Thí dụ con tu ngon á, thì trong 24 tiếng đồng hồ nở ra tức 1 ngày. Mà con biết 1 ngày trên kia là 70 năm dưới đây đó, mà con 1 ngày là con cũng dập mặt rồi đó. Rồi con tu mà giải đãi đó biết bao nhiêu ngày con mới nở ra. Thành thử ra bởi vì thầy mới nói sau lập hội thì già quá trẻ. Thí dụ bây giờ cái cảnh giới nào mà con sống đó, cái người nữ 13 tuổi là ra 13 hết, mà người niên nam 15 tuổi là ra 15 hết, chứ không còn lộn xộn như cái đời này. Đời tiên thánh mà đâu ra đó hết trơn. Rồi cái đời thượng nguyên thánh đức đó, nếu con còn giữ được chữ chung, sau này con sẽ làm vua hay là làm quan của dân của ông thánh của mình, vua thánh của mình, tức là thiên hoàng, nhân hoàng, địa hoàng, là ông vua mình đắc ba quả thánh, thì con sẽ sống được cái đời đó. Và 70 tuổi con mới lập gia đình, 80 tuổi mới sanh con so đó. Thì chỉ còn lại chỉ có hai họ mà thôi, một họ sanh nam, một họ sanh nữ. Không còn nó lan ban như cái đời này mà nhiều họ quá. Nó vậy đó. Cũng như nó vừa tiên con để kết thúc lại ha. Thầy nói là xưa nay sáu chữ là tâm, chẳng ai chịu khó hành sành thử coi. Trì tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rồi đặt tim đem để nó vào thì làm cái cõi máu đạo tu trên. Là như thế nào? Tại vì xưa nay sáu chữ là tâm theo cô Tư biết á, như cái lúc mà người ta tu đó, còn thời gian cái bị giải đãi đi. Như cái lúc mà đồng đạo mình tu thì còn thầy, nhưng mà khi vắng mặt thầy thì tự nhiên giải đãi. Rồi sáu chữ lạnh tanh tức là chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Bây giờ niệm nó không có đúng lực, không đúng chánh pháp thì đâu có phải là niệm sành.
Nhưng bây giờ niệm Phật thì ai niệm cũng được, như có đứa nít 3-4 tuổi thì nó biết nói, nó vẫn niệm được. Nhưng mà thành tâm hay là không thành tâm là chỗ đó. Thí dụ bây giờ cô Tư đang niệm Nam Mô Di Đà Phật, cô Tư thấy bà đấy đi ngang, bà này bà còn thiếu mình 300 ngàn này, thì thành không? Hả? Thì như vậy đó. Rồi xưa nay 6 chữ lạnh tanh, tức là mình bỏ qua. Chẳng ai chịu có niệm sành thử coi, tức là sành là như vậy đó. Bây giờ con đang niệm mà con nói trời ơi cái máy cu le chưa là dẹp vô tụi bay lấy vô để tối ăn trộm lấy là không sành. Bây giờ mình đang niệm Phật, thấy người ta bẻ bông thì thôi ta bẻ, ta cúng kệ người ta đi, trời ơi đừng bẻ của tôi mấy bà ơi mấy ông gì đó, rồi sành không? Không sành. Rồi con niệm Phật mà con bóc đầu này con xước đầu kia thì thành không? Không sành. Thành thử chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá trôi. Tức là cái người chơn tu thì quá trôi, còn người ẩn sĩ quá loài tánh tham là gì đó. Đó. Thầy nói thì thầy cũng giải hết trơn rồi, nhưng mà tại vì chạy mình không chịu nghiên cứu thôi. Đó, sành với không sành thì nó vậy đó. Nó dễ lắm quý vị ơi, không gì khó chứ. Bây giờ mình chịu khó niệm sành thôi, kệ người ta thiếu mình thì kệ đi, mình niệm Phật thôi kệ, bỏ được cho người ta cứ bỏ đi. Như cô Tư nè, khi cô Tư bán cửa hàng, phải cô Tư nói tốt nha. Đã thiếu cô tiền hồi đó cách đây mười mấy năm là 200 triệu á. Nhưng mà cô Tư nguyện nếu ai trả cô Tư lấy, còn không trả cô Tư đại bố thí, gặp người đó cũng không bao giờ đòi luôn. Cô Tư bán có 4 bộ ghế này mà năm 2007 tới giờ người ta không trả cô Tư một đồng bạc, cô Tư cũng chẳng đòi luôn. Tại biết đâu mình nghĩ là biết đâu mình kiếp trước mình thiếu người ta, vậy cho nó ăn ổn đi. Chứ mình nghĩ người ta thiếu mình hoài thì mình đang niệm Phật cứ nhớ bà nó thiếu tu bộ ghế hoài thì nó không thành đó. Mà mình nghĩ là mình thiếu nợ người ta đến người ta đòi đi thì nó sành đó. Gạch tim, tức là niệm Phật con phải đem vào cái tim, đem vào tâm. Mà không sành thì coi như là con không có đem vào tâm, mà không đem vào nội tâm thì Phật không nhiếp thọ. Như con niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật thì không có gạch tim. Đó, con phải gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Nếu thế giới này ai cũng tu hết thì không có chiến tranh, không có máu đào xảy ra. Gạch cậu chỗ không tu đó nên mới có sự chiến tranh. Đó, mới có sự là tranh bá đồ vương. Đó, mới có chiến tranh. Chứ nếu ai cũng tu hết thì không có chiến tranh xảy ra. Thì bắt đầu thì kính thưa cô Tư chỉ là khuyên nào dành cho bà con tu thế nào mới được vô bốn thể, tránh đi cái đại nạn mai sau. Quý vị tu mà được vô bốn thể thì chỗ thầy nói gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Quý vị sẽ vô bốn thể chắc ăn. Nhưng mà nữa cho ông Châu Thao ông xét đạo nghe quý vị, ông nằm tại cái ngọn cái dầu của chúng tôi nè. Nếu quý vị trên trán quý vị mà không có lần điển quang thì quý vị không được vô bốn thẻ đâu. Chân tu trên trán có lần điển quang mới được đó. Thành thử ra sau này nè, Đức Thầy trở lại cấp cho đồng đạo mỗi một người miếng giấy vàng. Quý vị tu làm sao mà cái miếng giấy chân của quý vị mà nổi lên bốn chữ Bủ Sơn Kỳ Hương, chừng đó quý vị vô ông thẻ mới. Nó cũng như là cái giấy chứng nhận mà ngày xưa mà Đức Phật Thầy Tây An cấp lòng phái cho tín đồ đó. Đó. Nói vô muốn vô bốn thẻ thì phải vậy đó. Rồi, cảm ơn cô Tư nhiều nhé. Chúc cô Tư có sức khỏe để chia sẻ với bà con được biết nhiều hơn đó. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị cộng đồng mạng ha, quý vị tu hành tiến lên nha quý vị. Để về cực lạc mới là hết khổ. Chứ về thượng giới cõi tiên cũng mới bảnh nè, đừng về tiên quý vị ơi.